qua cái quyển thứ hai thì học hai cái phẩm đầu, phẩm quang minh viếng chiếu cao quý dương, cao quý đức dương bồ tát. Cái tên của phẩm này thì quý vị đã thấy quan trọng thế nào. Phẩm này tên là quang minh viếng chiếu cao quý đức dương bồ tát. Quý bồ tát này tên là quang minh viếng chiếu cao quý đức dương, nghĩa là quang minh viếng chiếu là ánh sáng sao khắc. Cao quý đức vương tức là một ông vua mà có biết cao quý hơn hết. Từ đâu thì để chữ cho vị bồ tát có đầy đủ cái tâm đức như là ông vua, và có đầy đủ sáng suốt như là ánh sáng sao khắc hết. Thì chính nói về bồ tát này là để hiểu cái ý quan trọng của phẩm này. Phẩm này là để chỉ cho chúng ta nhận cho ra được cái Phật tánh, và mình hiểu được tất cả những cái hiện có ra, hoặc là nghe, hoặc là thấy, hoặc là nói của Đức Phật đều là từ duyên phương tiện do đó không có cái thiệt. Nhận cho sâu, hiểu cho thấu đó thì mới thấy cái Phật tánh là chiếu chính trên tất cả như là ông vua. Thì đây tôi sẽ giải thích ngay trong những cái lời dạy phẩm này hơi khó, anh nó từ từ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo quan minh đứng chiếu cao quý đức như bồ tát, ngài thiện nam tử, nếu có đại bồ tát tu hành cũng đã nhất bàn như vậy, thì đặng về công đức mà hàng thanh văn đức chư Phật chẳng có. Công đức này chẳng thể nghĩ bàn, người nghe đến sẽ kinh sợ. Công đức này chẳng phải tâm ngoài, chẳng phải khó dễ, chẳng phải tướng phi tướng, không có tướng mạo, chẳng phải là thế pháp, trong thế gian không có. Đây là 10 công đức. Rồi trước hết Đức Phật khen ngợi người nào mà chịu đọc tụng hay là tu trì theo kinh đại Niết Bàn sẽ được 10 công đức. 10 công đức này nó quý báu như thế nào? Nghĩa là 10 công đức này nó không phải là trong, không phải là ngoài, không phải là khó, không phải là dễ, không phải là tướng, không phải là phi tướng, không phải là thế gian, không phải là sức thế gian, vân vân. Nghĩa là tất cả cái đối đãi đó nó vượt ra ngoài. Như vậy cái công đức này là cái công đức siêu thoát, không còn ở trong dòng đối đãi còn có còn không còn tướng còn phi tướng nhân dân. Và 10 công đức đó là gì? Đây Đức Phật mới kể cái công đức thứ nhất có 5 điều. 5 điều công đức thứ nhất là gì? Một là chỗ chẳng nghe có thể đặng nghe, đó là cái công đức thứ là trong công đức thứ nhất, là điều thứ nhất của công đức thứ nhất. Hai là nghe rồi có thể làm lợi ích. Ba là có thể biết tâm như hoạt. Bốn là trí huệ chính trực. Năm là có thể biết tạng bí mật của Như Lai. Từ trong cái công đức thứ nhất này có 5 điều đó. Thì từng tự ở dưới đây Đức Phật sẽ giảng từng điều một. Cho nên ở dưới mới đặt câu hỏi những gì là chỗ chẳng nghe có thể được nghe. Đó là nói về cái điều thứ nhất. Đức Phật mới giải chính là nghĩa vi mật rất sâu. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật và Pháp cùng tăng, không có sai khác. Tướng của Tam Bảo là thường lạc ngã tịnh. Tất cả chư Phật không rốt ráo nhập Niết Bàn là thường trụ không biến đổi. Đó là cái chẳng nghe mà được nghe. Dù lâu nay chúng ta nghe những cái khác, tức là nghe Phật nhập Niết Bàn, là nghe Phật pháp tăng ở bên ngoài vân vân, chưa có nghe được cái nghĩa sâu xa màu nhiệm. Ở đây Đức Phật mới dạy chúng ta nghe được cái nghĩa sâu xa màu nhiệm là chỉ cho tất cả chúng sanh có Phật tánh. Đó là cái nghĩa sâu xa màu nguyện.
Và khi nhận tất cả chúng sanh có Phật tánh rồi thì Phật pháp tăng đều sẵn có nơi chúng ta. Đó, ba cái báo đó đều đồng một thể, thì đó là để thấy tam bảo đồng nhất thể. Mà tam bảo đồng nhất thể đó thì tam bảo đó là thường, là lạc, là ngã và tịnh. Từ khi chúng ta nhận được cái Phật tánh rồi thì sẽ thấy được tam bảo đồng nhất thể, rồi sẽ thấy có thường, lạc, ngã, tịnh. Và lúc đó chúng ta mới biết rằng tất cả chư Phật không có vào nhất bàn, mà luôn luôn thường trụ không biến đổi. Bởi vì mình nhìn vào cái tướng của Đức Phật thì thấy Ngài 80 tuổi nhập nhất bàn. Nhưng mà nếu mà mình nhìn vào cái Phật tánh là Pháp thân thì không có sanh, làm gì có diệt, cho nên biết rằng đó là thường trụ bất biến. Mà Phật thường trụ bất biến, mình tu mình nhập được cái Phật tánh đó thì mình cũng thường trụ bất biến. Như vậy đó là cái nghiệp nghĩa mà lâu nay chúng ta chưa từng nghe, bây giờ được nghe. Đó là giải thích phần thứ nhất. Nhưng mà tới đó là giải thích thêm lại, niết bàn của Như Lai chẳng phải có không, chẳng phải hữu vi vi vi, chẳng phải hữu lậu ngô lậu, vân vân. Thì như vậy là đoạn này Đức Phật Ngài muốn chỉ cái đoạn mà chẳng phải có không cho tới chẳng phải phi nhân duyên đó, là Đức Phật muốn chỉ cho cái niết bàn mà Phật nói ở đây, cái vượt ra ngoài cái đối đãi của hai pháp có không, hay là hữu lậu vô lậu, danh phi danh, nhân quả phi nhân quả phi danh, là vượt ra ngoài tất cả cái đối đãi đó, là chỉ cho niết bàn nó không còn ở trong cái đối đãi nữa. Mà không còn trong đối đãi thì người ta mới thấy cái niết bàn đó là niết bàn tuyệt đối, vượt ra ngoài tất cả cái đối đãi của phàm trần. Những pháp như vậy đều vi mạch rất sâu, từ trước chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. Thì những cái pháp mà vượt ra ngoài đối đãi lâu nay chúng ta chưa nghe, bây giờ được nghe. Đó là giải thích cây chưa nghe được nghe thứ hai. Bây giờ lại tức là tới cái ý thứ ba, lại cái chỗ chẳng nghe như là tất cả sách vở ngoại đạo, nào là từ đà luận vân vân, cho tới nào địa lý rồi đó, ngay ở nơi kinh này mà được biết tất cả. Đó là giải thích cái ý nghĩa thứ ba. Và đến cái ý nghĩa thứ tư, lại có 10 bộ, có 10 bộ kinh, 11 bộ kinh từ Phật luật, tức là trong 12 bộ kinh mà chỉ có 11 bộ từ cái bộ từ Phật luật ra, thì cũng không có những nghĩa rất sâu như vậy. Ngay do kinh này mình được biết rõ đó, đây gọi là chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. Tức là thường thường nói rằng Phật nói có 12 bộ kinh, mà bộ kinh cao nhất thì đó là từ Phật luật, còn 11 bộ kia thì không có bù được. Thì trừ cái bộ từ Phật luật ra thì 11 bộ kinh kia không kinh nào cao siêu bằng kinh Đại Niết Bàn. Thì có thể bộ từ Phật luật bằng kinh Đại Niết Bàn, còn bao nhiêu thì không bằng. Vì vậy cho nên nói nghe cái chưa được nghe. Được như vậy đó là giải thích cái phần thứ nhất của công đức thứ nhất. Rồi bây giờ tôi giải thích phần thứ hai của công đức thứ nhất. Phần thứ hai là gì? Là nghe rồi có thể làm lợi ích. Nghe rồi có thể làm lợi ích đằng sau đây giải thích là nếu có thể nghe và lãnh thọ kinh Đại Niết Bàn này, thầy có thể biết rõ tất cả kinh điển phương đẳng đại thừa, những nghĩa vị rất sâu, những người đối với tấm gương sáng sạch thấy rõ ràng sắc tượng của mình. Cũng vậy Bồ Tát cầm gương Đại Niết Bàn
thời đặng thấy rõ tất cả nghĩa đức sâu của các kinh điển đại thừa. Cũng như có người ở trong nhà tối cầm ngọn đuốc lớn và thấy rõ các đồ vật, cũng như vậy Bồ Tát cầm đuốc đã niết bàn và đặng thấy rõ nghĩa đức sâu của đại thừa. Cũng như mặt trời mọc có ngàn muôn ánh sáng soi rõ chỗ ưu ám của các núi, làm cho mọi người thấy những vật rất xa. Cũng vậy, về nhật thanh tịnh đại niết bàn này chiếu rõ chỗ đất sâu của đại thừa, làm cho hàng nhị thừa xa thấy Phật đạo, người có thể nghe mà lãnh thọ kinh đại niết bàn hư diệu này. Cũng như vậy, ở đây Đức Phật mới nói nghe rồi có thể làm lợi ích. Làm lợi ích bằng cách nào? Nghĩa là chúng ta nghe kinh điển đại niết bàn này rồi nhận được ý nghĩa sâu xa đó, rồi thì chúng ta sẽ từ phương tiện mà làm lễ cho chúng sinh. Ví dụ như người tầm cầm tấm gương lớn sạch sáng, từ bao nhiêu hình tượng đều thấy rõ ràng hết đó. Thì khi mà mình nhận được cái kinh đại niết bàn này thì tất cả những nghĩa lý của các kinh đại thừa mình được hiểu hết. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai, ví dụ như người cầm cái ngọn đuốc sáng ở trong cái nhà tối, thì lúc đó họ thấy tất cả đồ vật ở trong nhà tối hết. Cũng như vậy, nhận được cái ý nghĩa kinh đại niết bàn này rồi thì đối với ý nghĩa các kinh điển đại thừa cũng nhận được hết. Ví dụ thứ ba, ví dụ như mặt trời nó vừa mọc lên thì có muôn ngàn ánh sáng soi rõ tất cả chỗ tối tăm, tất cả những cái gì mọi người đều trông thấy, làm cho mọi người trông thấy rõ được hết, hay là trông thấy được hết. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta nhận được kinh đại niết bàn này hiểu sâu rồi, rồi tức là chúng ta biết được cái thâm ý của đại thừa, nhờ đó mà mới dẫn dắt cho hàng thanh văn nhị thừa họ từ từ tiến vào Phật đạo. Cho nên nói là nghe rồi có lợi ích. Này Thiện Nam Tử, nếu có đại Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh đại niết bàn này, thời đặng biết danh tự của tất cả pháp, nếu có thể duyên kết đọc tụng thân thuộc vì người giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa, thời biết rõ nghĩa lý của tất cả pháp. Nếu mà chúng ta nghe kinh đại niết bàn rồi nhận lãnh thọ đúng đắn, thì lúc đó đối với danh tự tất cả pháp chúng ta đã không hiểu hết, không thuộc hết. Nếu mà mình còn thêm vì người giảng nói, suy nghĩ ý nghĩa, thì tất nhiên là biết nghĩa lý của tất cả pháp. Vì kinh đại niết bàn là chỉ cho cái thể của muôn pháp, cho nên khi mà mình đạt được, nhận được nơi kinh đại niết bàn và nhận được ý nghĩa tất cả pháp. Này Thiện Nam Tử, người nghe và lãnh thọ thì chỉ biết danh tự mà chẳng biết ý nghĩa. Nếu có thể duyên kết thọ trừ đọc tụng vì người giảng thuyết, suy nghĩ nghĩa lý, thì đặng biết ý nghĩa thời có thể rõ được ý nghĩa. Ở trên thì nói rõ là nói về danh tự tất cả pháp, thì đây là nói ý nghĩa của tất cả pháp. Nếu mình nghe không thì mình chưa được ý nghĩa, mà do sự suy nghĩ đọc tụng, suy nghĩ vì người giảng thuyết nhân dân, rồi mình sẽ đạt được ý nghĩa. Thì năm tử, người nghe kinh này nghe có Phật tánh nhưng chưa có thể thấy được. Nếu duyên chép đọc tụng vì người giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa là thấy được Phật tánh. Người nghe kinh này nghe có danh từ bố thí nhưng chưa có thể thấy được đàn ba la mật. Nếu duyên chép đọc tụng vì người giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa, thời có thể thấy được đàn ba la mật, nhận đến bát nhã ba la mật cũng vậy. Tại sao mình nghe kinh này mình biết có Phật tánh nhưng mà mình chưa có thấy được Phật tánh? Nếu muốn thấy Phật tánh thì cần phải biên chép đọc tụng nhiều người giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa thì mới thấy Phật tánh. Tại sao vậy? Bởi vì mình nghe thì mới nghe qua tai, mình nhận, mình hiểu được thôi, chứ còn cái hành mình chưa có hành. Cũng như tôi nói hồi sáng, trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật ngài giảng dạy
tức là ngài có bổn phận khai thị, tức là mở thị, nhưng mà thấy và vào được đó, là phải cái công phu của mình, phải không? Bây giờ mà nghe kinh đại Niết Bàn, Phật nói tất cả chúng sanh có Phật tánh, nghe mình hiểu mình nhận mình có Phật tánh, nhưng nếu không có dụng công tu hành, không có dẹp trừ vọng tưởng thì làm sao mình thấy được? Cho nên nói rằng phải thọ trì đọc tụng giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa thì từ từ mình mới thấy. Cũng như ở đây nói là nghe người nghe kinh này, nghe kinh tự bố thí mà chưa có thể thấy được cái đàn Bà La Mật, cũng như là nghe Đức Phật dạy phải bố thí như vậy như kia, nhưng nghe vậy mình đâu có phải là bố thí thứ chín. Mình phải chịu khó thực hành, đem cái công hạnh ra mình làm, mình bố thí thì từng đó mới gọi là được bố thí thứ chín. Thì pháp lực độ cũng vậy, vì vậy cho nên cái nghe không nó chưa phải là được viên mãn, mà nó muốn được viên mãn thì phải còn có cái thực hành ở trong đó nữa. Thầy Thượng Minh Tử Đại Bồ Tát có thể nghe kinh đại Niết Bàn này, thầy biết pháp, biết nghĩa đủ cả hai đức vô ngại đối với hàng Sa Môn, Bà La Môn, Phật Tuyên Thiên, Ma Vương, Phạm Vương trong tất cả thế gian đều đặng vô sở quý. Người đại chúng tha thị phân biệt 12 bộ kinh diễn thuyết ý nghĩa không có sai lầm, có thể tự biết chẳng chờ hay là chẳng ngờ học với người được gần vô thượng tính đẳng tính giác. Đây gọi là nghe rồi có thể làm lợi ích. Bây giờ là nói rằng nếu mà hàng Bồ Tát nghe kinh Niết Bàn này rồi thì tự biết được pháp, biết được nghĩa, đủ hai cái công đức vô ngại, tức là nghĩa vô ngại và pháp vô ngại. Mà biết nghĩa vô ngại, được cái nghĩa vô ngại và pháp vô ngại rồi, cho nên những cái gì đó đối hàng Bà La Môn hoặc là hàng Sa Môn, Thiên Ma vân vân, trong tất cả thế gian này các ngài đều được cái vô sở quý, không còn sợ sợ nữa, vì được hai cái đức vô ngại, nghĩa vô ngại và pháp vô ngại rồi thì không còn sợ. Vì vậy cho nên các ngài hay vì đại chúng mà diễn nói 12 bộ kinh cách đúng đắn không sai lầm. Vì lẽ đó cho nên nói rằng nghe rồi được lợi ích, đó là kết luận của cái điều thứ hai trong cái công đức thứ nhất. Đó là như vậy, hai điều. Một điều thứ nhất là nghe, điều chưa nghe mình được nghe. Điều thứ hai là nghe rồi mình được lợi ích. Nhớ chưa? Đến cái điều thứ ba này, Thiện Nam Tử có thể nhất tâm như lòng, như có hai thứ, tức là cái công đức, tâm công đức thứ nhất có cái thứ ba là nhất như lòng đó. Do nghe cái Niết Bàn này mình giết được tâm như lầm. Như có hai thứ, một là như danh từ, hai là như ý nghĩa. Người nghe cái này giết tâm như danh từ, người suy nghĩ ý nghĩa thì giết tâm như ý nghĩa. Nghe nơi kinh Niết Bàn này mà nếu mà mình như một danh từ thì nghe cái danh từ kinh này rồi thì mình hết như danh từ nữa. Nếu là như giữ nghĩa, nghe cái ý nghĩa kinh này mình suy nghĩ kỹ rồi mình hết cái như giữ nghĩa. Tại sao mình không như giữ danh từ? Tại sao mình không như giữ nghĩa? Bởi vì tên danh từ trong kinh này nói mình đã hiểu rõ quá, tất cả là phương tiện từ duyên Đức Phật lập ra, phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh. Danh từ đó nó không có thiệt, cho nên khi nghe vậy rồi mình hiểu, mình không còn nghi nữa. Tuy nói có bao nhiêu danh từ sai biệt mà đều là từ phương tiện giáo hóa thôi, có gì đâu thiệt mà nghi. Còn như ý nghĩa cũng vậy, bao nhiêu cái ý nghĩa thế gian đều là nông cạn, mà chỉ có ý nghĩa Phật tánh mới sâu xa. Mà nhận được ý nghĩa Phật tánh rồi thì bao nhiêu ý nghĩa khác đều không còn cái gì là quan trọng, không còn gì nghi ngờ. Đó là giải thích như có hai thứ và như lại có năm thứ. Một là như Phật quyết định nhập Niết Bàn như quan, hai là như Phật phải thường trụ quan, ba là như Phật phải chân lạc quan,
4 như Phật phải chân tịnh chân, 5 như Phật phải chân ngã chân. Rồi nghe kinh này dứt hẳn lòng như Phật nhập niết bàn, duyên quét độc tụng vì người giảng thuyết, cứ nghĩ ý nghĩa thì dứt hẳn 4 đường như thường lạc ngã tình. Nếu là mình nghe kinh này rồi thì mình hết như Phật nhập niết bàn. Và tại sao vậy? Vừa biết rằng Phật ở đây chỉ là pháp thân, bất thanh bất diệt, thì như vậy mình hiểu được ý nghĩa Phật đó rồi thì nói Phật nhập niết bàn nhưng mình không có nghĩa lý nữa, phải không? Như Phật đâu có mất mà nói nhập niết bàn, nhưng mà mình nghe cái này thì mình biết được cái nguyên thứ một đó, nhưng mà cái nguyên thứ ba, hai, thứ ba, thứ bốn thì mình chưa có được, tức là thường lạc ngã tịnh mình chưa có. Mà muốn có phải sao? Là phải duyên quét thọ trì độc tụng giảng thuyết tư duy ý nghĩa, tức là nói tóm là phải hành. Có hành rồi thì mình mới biết cái như thường lạc ngã tình, tức là tới cái đức. Như lại có ba thứ đó, như vậy thì cái như là hai thứ trường hợp thứ nhất, như năm thứ trường hợp thứ hai, và như ba thứ là trường hợp thứ ba. Như có ba thứ, một là nguyên thanh văn là có hay là không, hai là nguyên duyên giác là có hay là không, ba là nguyên Phật thừa là có hay là không. Người nghe kinh này phải biết hẳn ba điều nguyên như vậy. Còn nguyên quán độc tụng vừa người giảng thuyết suy nghĩ gì đó phải có thể rõ nhất tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và nếu mà người nghe kinh này thì biết được ba cái như thanh văn, duyên giác là Phật có hay không. Nhưng mà nếu duyên giác đã từ đã tụng nữa thì sau này mình sẽ biết được Phật tâm đó. Nếu phải thành thì sẽ thấy được Phật tâm. Thầy chủ nguyên tử, nếu có chúng sanh chẳng nghe kinh đại niết bàn này, thầy tâm họ nhiều sự nghi ngờ, như nghi hoặc thường hay vô thường, hoặc lạc hay chẳng lạc, hoặc tịnh hay chẳng tịnh, hoặc ngã hay chi nhi không mơ ngã, hoặc mạng hay phương mạng, hoặc chúng sanh hay chúng sanh vân vân. Những cái như hai bên á, tức là như theo cái lối đối đãi á, nếu mà nghe cái kinh này rồi thì sao, thì biết hẳn như như vậy à. Đó là cái như mà vừa rộng về cái phương diện đối đãi. Nên là ảnh nói thêm, thì nó kể nếu có người chẳng nghe kinh này thì lại có nhiều tâm nguyên, cái nguyên chắc vẫn là ngã ư, họ tưởng hành thức là ngã ư, nhãn là năng kiến ư, ngã là năng kiến ư, vân vân. Thì cái này tức là nguyên năm uẩn, cái nào là ngã, cái nào là phi ngã, cái năng kiến là ngã hay cái khởi kiến là ngã, vân vân. Tất cả cái như đó nếu mình thọ được, thọ từ về cái kinh điển đại niết bàn này thì mình không cần như nữa. Tại sao mình không cần như nữa? Bởi vì khi mình đạt được Phật tánh rồi thì những tâm năng lượng đó mình còn đâu có cái gì mình chấp là ngã, là phi ngã. Lại có người như giết chuyển đề phạm bốn tội nặng, tạo tội ngũ nghịch, ngũ bán kinh điển đại thừa phương bản, người này có Phật tánh hay không có Phật tánh? Người nghe kinh này cũng giết hẳn được những điều như vậy. Cũng như vậy, nghe kinh này rồi nếu người giết được cái như là hàng chuyển đề có Phật tánh hay không Phật tánh, giết cái đó không? Giết rồi thì những người trả lời ra làm sao? Chuyển đề có Phật tánh hay sao? Có hay không? Có mà người kia đây ai cũng hết. Nghĩa là chuyển đề thì thường cá kinh cá là nó không có Phật tánh. Những gì phải đọa đâu có Phật tánh được. Nhưng với kinh đại niết bàn thì nói là chuyển đề vẫn có Phật tánh, nhưng vì những phiền não tội lỗi như kia lắm cho nên Phật tánh không hiện. Nếu họ biết sáng hối, biết dứt trừ những tội lỗi của họ, từ từ Phật tánh sẽ hiện lại. Vì vậy cho nên cái kinh đại kinh niết bàn, đại niết bàn mới nói là tất cả chúng chuyển đều có Phật tánh.
tại cái người như thế gian có ngàn má hay không ngàn má, có thập phương thế giới hay không thập phương thế giới. Rồi như kinh này cũng biết khẳng định những điều như vậy, nói gọi là có thể dứt tâm như lòng vì có trí huệ chính trực không tà lại. Vì nếu tâm như thời đó nhận thấy chẳng tính tất cả toàn phương, nếu chẳng đặng nghe cái đại thế bàn này là chẳng thời đó nhận thấy tà lại. Nhẫn đoán thanh lăng duyên đoán sẽ thấy như thức tử đại là vì bàn phu rõ con thử lậu mà thấy là thường lạc ngã tịnh, nơi như lai là thấy vô thường khổ bất tịnh vô ngã, thấy có chúng sanh có thọ mạng có tri kiến chấp trời tư tưởng, tư tưởng là niết bàn, thấy trời tự tại có tám thánh đạo chắc có chắc đoạn, các sự nhận thấy như vậy gọi là tà vại. Đại Bồ Tát nó đặng nghe kinh đại nhất bằng này tu hành thánh hạnh thời giúp trời để những điều tà vại như vậy. Từ đây để chỉ rằng những người mà không nghe được kinh đại nhất bằng họ có những cái chấp sơ lầm dại dò không có chân chính trực. Chấp sai lầm thế nào, hoặc là chấp thế giới này là có ngàn ngã hay không ngàn ngã, chấp mười phương là có thật hay là không có thật, vân vân. Cho cái chấp, chấp như gì, chấp là những cái thấy nhất sai lầm mà do hàng thanh văn, duyên giác hay là những hàng phàm phu nói nào là ngã, nào là thường lạc ngã tịnh. Còn nơi Phật thì nói là vô thường khổ bất tịnh vô ngã. Thành ra những cái thấy là chúng sanh thọ mạng tri kiến nhân dân tất cả nó có sai lầm đó. Thì những cái tất sai lầm thường là ngã tịnh nơi Phật vô hữu lợi, và nơi Phật là vô thường khổ bất tịnh vô ngã. Thì những cái tất mà hôm trước trong cái phần mà tứ đảo đã giải thích đến, thì nếu mình giữ được cái tứ đảo đó rồi thì ở những bất sai lầm này mình cũng còn nữa, cho nên giúp được tất cả những cái tà vại. Hàng thanh văn duyên giác thấy Bồ Tát từ đời đâu xuất giá hiện ngự trên bạch tượng giáng thành và thái mẹ duyên dân, thì những người thấy như vậy đó, chắc như vậy đó, thì Đức Phật gọi đó là thấy nhất loại và của tâm lăng duyên giác. Tức là thấy mà theo lịch sử á, là thấy Phật ở trong cung đi thức gia chán đi ra đến cửa thành, thấy sanh già bệnh chết, rồi thấy sa môn rồi về chán thì đi tu rồi học đạo rồi mời cỡ bồ đề thành Phật duyên dân. Nếu mà thấy như vậy đó là thấy nhất loại và của tâm lăng. Chứ mình bây giờ mình thấy cho ai? Hồi đó bây giờ cái thấy nhất của mình mà thấy nhất là ai? Thấy nhất là thanh văn hết. Bây giờ thấy nhất dạy là không có tính trực chứ mà hết. Như vậy thì làm sao mà thấy nhất tính trực? Đây, Đức Phật như vậy. Nếu muốn thấy nhất tính trực á, ngày Thiện Nguyên Tử Đại Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh bản nhất bằng này và giúp trời đặng những vừa thấy nhất như vậy. Nếu có thể nguyên chết, độc tượng không được thì người những thứ nhất suy nghĩ như nghĩa là đặng trí huệ tính tình không bà lại. Nhà Thiện Nguyên Tử Đại Bồ Tát tu hành kinh bản nhất bàn nhất rõ Bồ Tát từ vô lượng kiếp những loại chẳng từ tài đau chút dấn thành theo nhẹ nhẫn đến thành theo thi na nhập nhất bàn. Đây gọi là chỗ thấy biết chấm tình của Đại Bồ Tát. Nghĩa là mình phải thấy Phật cách nào thành thử cho nói là thấy đúng trên đại nước bàn thì phần lịch sử thấy giá trị như thế thấy không? Cái phần lịch sử vẫn còn giá trị nữa có cả hai vậy dù chỉ cho khó khăn như chưa Phật Phật mà người khó khăn thì đang có thân đang có việc mà đã không thân có việc
thì nói Phật tâm gia, nói Phật những nước vàng đó là cái lối ngắn, thấy tức là tạm bợ, không có đúng lẽ thật. Thành thử ra mình phải biết rằng nếu có tâm có việc tiến, chẳng ra là sự thiện thiện, phải không? Thì nguyện cái Phật mà thôi, chứ nếu mà nói Phật thật có tâm, Phật thật có việc, thì như vậy là không ai biết tôi là Phật gì. Cần không nói về chúng chết, như là có một số người họ nói Phật ngài phản đối cái sinh già bệnh chết, ngài muốn thoát ra cái sinh già bệnh chết đó, mà tại sao vậy? Ngài sinh già là chỉ tu luyện, thì như vậy là sao? Như vậy thì cái con giả của Phật tu đó là kết luận nó là sao? Đó là cái duyên của nhiều người. Nếu mà mình không hiểu được cái khó khăn tồn tại á, thì chắc như nói vậy mình cũng đâm ra hoang mang luôn. Như vậy mình bây giờ mình nói tôi cứ thoát khỏi thân già bệnh chết thì mình đây là thầy tôi như kể như suy những bữa rồi đấy, mình già chưa? Thì như vậy như suy có thoát khỏi già không? Giờ như suy dễ đi bác sĩ thì như suy có khỏi bệnh không? Giờ đây năm lần năm nữa thì biết đâu hay nào đó phải đi đưa đón như suy lần nữa đó, thì như suy đâu phải chứ? Thì như vậy đó, tức là tôi là sẽ không có phải già bệnh chết. Thì như vậy kết quả thì tôi mình ở đâu? Đó là cái chỗ mà thiên hạ thắc mắc. Nếu mình không hiểu được cái kinh điển đại nhất bằng này, biết rằng cái giả tướng do duyên hợp ấy chỉ là một sự quá hiện tạm thời thôi. Trong cái giả nó có cái thật, tức là Phật tánh bất tăng bất diệt tồn tại. Như vậy cho nên mình không bị mắc kẹt trong cái giả này mà để mình thế nhập cái thật kia. Rồi giờ cái thật kia thì nó khác cả thánh giờ vĩnh thế. Thì như vậy mình biết được ông Phật là Phật pháp thân, Phật đã viên mãn được cái công hạnh, cho nên Phật tánh đã được hiển lộ toàn vẹn. Thì cái Phật tánh đó là bất sanh, là bất diệt. Cho nên nếu mình cứ căn cứ vào lịch sử, nói Phật là sanh, rồi lâu lâu đó thấy Phật cũng đau linh, nhầm, rồi lâu lâu thấy Phật cũng đói, đi thức thực, rồi lâu lâu cũng thấy Phật này các Phật thì cho, vân vân. Còn thấy, lúc là thấy Phật thường quá, ông cũng khó những cái hết, thấy như vậy như thế. Thì như vậy mình thấy, cái công đức của Phật cũng thường, ngồi ra tới ngày Phật cũng phát thở. Thì như vậy thì thấy không có cái gì mà chưa biết hết. Nên chúng ta hiểu về cái lý của kinh Đại Nhất Bàn, nhận sâu về Phật tánh thì mình thấy tất cả những cái đó đều là cái giả tướng, cho nên gọi là quá thân, từ duyên thị hiện để đợi chúng sinh. Còn cái Phật tánh đó bản lai là tất sanh tất diệt, làm gì có sanh ở trong kinh, dưa nào làm gì có tử là thành Kathina. Đó thì như vậy thì chúng ta mới hiểu rõ ý nghĩa của kinh Đại Niết Bàn, trừ được cái thấy dại dò của lâu nay chúng ta thấy. Bởi vì cái thấy lâu nay chúng ta đó, nếu không hiểu được cái ý của Niết Bàn bị người ta bỏ bát, mình sẽ bị khó trả lời. Có thể nhất nghĩa thân mật của Như Lai tức là biết rõ Đại Niết Bàn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, sáng từ bốn giới trận, từ tâm ngữ bán tính pháo, hết tội ngữ nghịch, dứt chuyển đề, rồi sao đặng thành vô cùng tính giác. Thì như vậy lão người chuyển đề có Phật tánh, cho nên chuyển đề biết sám hối để trừ bốn giới trận và trừ tâm ngữ bán tính pháo, hết cái tội ngữ nghịch, thì như vậy dứt chuyển đề, dứt chuyển đề rồi sẽ thành Phật. Chứ nếu không có Phật tánh thì các bạn không có một trình tự đời cũng không bao giờ thành Phật nổi. Như vậy để chứng minh chuyển đề còn có Phật tánh, hướng nghĩa là mình chưa đến để cái tội mà ngữ nghịch, mình chưa đến để cái tội mà ngữ bán tính pháp, thì làm sao mình đúng có Phật tánh mà sợ. Cho nên ai ai cũng có Phật tánh, chỉ vì
bị mây mờ phiền não nó che lấp thôi. Lại nghĩa thẩm thân là giờ biết chúng thân thiệt không có ngã, nhưng nghiệp quả đời dữ lo chẳng mất. Ở đây là nói về cái gì đời, tức là cái điều thứ mấy. Một cái thứ bốn là để cái thứ vệ tính trạch đó, quý vị nhớ không? Để biết cái thời thế mà nói về cái biểu hiểu nhất tà lại, cái hiểu nhất tính trạch. Thì nãy giờ đã nói về cái hiểu nhất tính trạch. Bây giờ cái điều thứ năm là biết về tạng bí mật của Như Lai. Còn biết tạng bí mật của Như Lai là cái gì? Nghĩa là cái nghĩa thậm thâm là giàu biết chúng sanh thiệt không có ngã, nhưng nghiệp quả đời Như Lai chẳng mất. Đó. Tức là với cái thanh lũ lưỡng này, con mắt của Phật thấy là không có ngã, tức là năng lưỡng nó không có cái ta thiệt. Tôi nói không có ngã mà hiệu quả đời Như Lai cũng không mất. Không có ta thiệt mà phải chịu. Giàu biết năm ấm hiện đây, biết hết, nhưng nghiệp thiện ác chọn không thu mất. Đó. Với năm ấm này mà hoại đi, thì nghiệp thiện ác đời sau vẫn thọ. Đó là những cái mà bí mật người ta có hiểu. Giàu có các hàm nghiệp nhưng không có tác giả, tức là có hoạt động, có đến, có lưu, có tạo tác đi lưu, mà không có cái ta thiệt. Giàu có chỗ đến nhưng không có người đi, thành ra giống cái ngã không có cái ngã để mà đi tới. Giàu có cái được nhưng không có người bị tới. Giàu có nước bàn nhưng không có người diệt. Đây gọi là nghĩa bí mật rất sâu. Giàu có nước bàn nhưng không có người diệt. Tại sao vậy? Thì ví dụ như Đức Phật nói là nhập niết bàn. Nhập niết bàn theo cái nghĩa thường là diệt mất. Mà diệt mất thì thiệt ra nói diệt thì cũng có người diệt. Cái gì sao? Bởi vì nơi năng lượng này đâu có ngã mà có diệt. Chỉ có tập tánh thì cái đó mới là thường trụ. Còn nếu căn cứ vào năng lượng thì không có thực ngã. Mà không thực ngã thì làm gì có sanh, làm gì có diệt, làm gì có bị tới, làm gì có bị đứng vân vân. Để thấy rằng năm vững là vững đó không thiệt. Nếu chúng ta biết năm vững vững đó không thiệt thì không có người tạo tác, nhưng người không mất, không có người đi, không có thể đến mà không có người đi vân vân. Đó là để cho thấy năm vững không có thật ngã, nhưng mà cái duyên nghiệp thì không bao giờ mất. Và không có cái thực diệt như vậy là để chỉ cho cái ý nghĩa tạng bí mật cũng như là nói người ta khó hiểu khó nhận. Đây là cái lời nguyện của ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát, tức là ngài nghe Phật nói với ta là được nghe cái kể cảnh như hay là nghe được cái kể cảnh nghe, nhưng để cái kể cảnh nghe thì làm sao mà hiểu? Đây là cái ở ngài thế con như tôi hiểu nghĩa được nghe kể chưa từng nghe cái Phật nói thì nghĩa này chẳng phải không được thì nghĩa Phật nói không ổn rồi. Vì nói khác là có, lẽ ra quyết định có, cái nghĩa là không, lẽ ra quyết định không. Nếu nó có thì phải hẳn là có, cái không là hẳn là không, tại sao như cái chỗ chẳng như. Nếu không thì lẽ ra chẳng không, nếu có thì lẽ ra cũng diệt, nếu không thì tại người sáng, nếu có thì đúng là phải còn, cũng diệt. Như nghe hay là nghe, cái chẳng nghe hay là chẳng nghe, sao lại nói là nghe chỗ chẳng nghe. Nghe thì nghe là không nghe, chẳng nghe, tại sao không nghe chỗ chẳng nghe. Đó là người nạn. Bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe đây là chẳng nghe, chẳng nhớ cả nghe, đây lại. Nhớ
còn nhớ đã nghe là lại chẳng nghe, như đã chẳng nghe, hay lại nói rằng nhớ lại chẳng nhớ. Nhớ là mình chưa từng nghe, từ đó là mình chưa chẳng nghe, rồi nói đã nghe là thì cũng chẳng nghe, cũng nghĩ là đời từ đó cũng nghe. Thì như vậy tại sao nói rằng nghe là chẳng nghe? Đó là cái nhà hình nạn, dần là tiếng, dần là dưới dần, dưới dần như người đi. Nếu đã đến thì chẳng đi, chẳng đi thì chẳng đến. Nhất định như vậy, nếu đã đến rồi thì không có nói đi, nếu nó đi thì là chưa đến. Thì nếu nghe thì cũng như là nghe thì nó chẳng nghe là chẳng nghe. Cũng như đã xong thì chẳng xong, không chẳng thân thì là chẳng thân. Thì đã đặng thì chẳng đặng, còn chẳng đặng là chẳng đặng. Nghe rồi thì chẳng nghe, còn chẳng nghe là chẳng nghe. Và thế con nếu chẳng nghe mà nghe đó, tất cả chúng sanh chưa có bồ đề lẽ ra cũng có. Tự nhiên nếu chẳng nghe mà nghe thì giờ đâu chẳng có mà có. Thì như vậy thì chúng sanh chưa có bồ đề tức là chẳng có, mà giờ cũng có. Vì chẳng nghe mà được chứ, thì giờ chẳng có cũng được có. Nhưng mà nó đỡ ra cái lý đó. Người chưa được biết bà đặng với bà lẽ ra cũng đặng đó. Người chưa thấy Phật tánh lẽ ra cũng thấy Phật tánh. Hai lại nói rằng được Phật tử lộ cái và thấy Phật tánh nhưng chưa đặng lẽ ra. Thì nghĩa là như vậy ai cũng được hết. Sao không nói lộ cái thì chưa được lẽ ra. Mà thế nào muốn chẳng như mà nghe thì Đức Như Lai phải chưa từ ai mà được nghe. Một dạng được cái tiếng đó. Nếu nói rằng đặng nghe, nếu sao kinh hơi hàng, Đức Như Lai lại nói là không có thầy, không có thầy ai giảng cho người nói. Chúng ta nói rằng chẳng nghe được nghe. Nên đây là giờ khác phải, mình nghe nói cái này mình cũng chưa có cái gì cả. Còn mà đặt ra bao nhiêu người giống, mà người nào cũng có nghe. Nếu chẳng nghe, thì là chẳng nghe. Nhà Đức Như Lai đặng thành vô lượng tính giới thì tất cả chúng sanh chẳng nghe lẽ ra cũng đặng thành vô lượng tính giới. Nếu Đức Như Lai chẳng nghe kinh đạo Niết Bàn mà thấy Phật tánh thì tất cả chúng sanh chẳng nghe kinh này lẽ ra cũng bị thấy Phật tánh. Thì như đó có ai giải ngài ngài được ngài không được nghe mà ngài thấy người ta không cần đặt kinh Niết Bàn mà ta cũng thấy vậy. Đó là cách thứ ba. Hoàn là cách, hoặc là có thể thấy, hoặc là chẳng thể thấy được, tiếng cũng như vậy, hoặc có thể nghe, hoặc chẳng thể nghe được. Đại với bài này, chẳng phải sắc, sắc cho là sắc như, chẳng phải sắc, chẳng phải tiếng, ta lại nói rằng có thể thấy nghe được. Bây giờ nói là đại với bài, tức là nói là tánh, thì là tâm không phải sắc, cũng không phải tiếng, tại sao nói là nghe được sắc chưa nghe. Bạch Thế Tôn, lá khứ đã diệt thì chẳng thể nghe, Như Lai chưa đến cũng chẳng thể nghe, lúc hiện tại lắng nghe thì chẳng gọi là nghe, nhưng mà đương lắng nghe thì không phải là nghe, mà la thề cũng chẳng nghe, nghe rồi tiếng nhất lại chẳng thể nghe. Thì bây giờ như tôi đang giảng những gì đang nghe thì gọi là gì? Gọi là nghe là không nghe. Cái gì nữa? Bởi vì hiện tại thì dương lắm, lắm nghe thì chưa phải là nghe. Còn nghe rồi thì mất rồi, đã còn không nghe. Chính là Niết Bàn này cũng chẳng phải quá khứ, chỉ là hiện tại. Nếu chẳng phải thời gian, thầy chẳng thể nói, nếu chẳng thể nói thì chẳng thể nghe. Hay lại nói rằng Bồ Tát tu kinh đại Niết Bàn này được nghe trở chẳng nghe. Đó là những cái nạn giống của nhà nạn để cho thấy cả ý nghĩa để chẳng nghe được nghe cho Phật nói. Đó là một mô chúng ta thấy rất đặc biệt. Khi mà ngày cao quý Đức Như Bồ Tát nạn giống như vậy thì Đức Phật ngày hơi khen
lần hai là chuyện năm tuổi. Nàng khó biết cái cả pháp di chuyển. Tại sao như vậy mà được khó biết cái pháp di chuyển? Vì vậy xem, ngài về Tát cao quý đức vương, ngài đã nói rằng đối với kinh Niết Bàn này chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, vân vân. Và nói rằng khi nghe, khi nói quá khứ, vị lai, hiện tại cũng không được. Thì như vậy, nó không có quá khứ, hiện tại, vị lai cố định. Thì như vậy để biết rằng các pháp nó không thật như quyển. Cho nên hôm nay Đức Phật muốn xem, như vậy là anh biết về tất cả pháp như quyển, như thiên diệu. Như dự tức là như ánh nắng, như sóng nắng, như hành càng thái bà, như giấy vẽ không biết, như là mưa ra nước thì gặp được dần cà, thì gặp ra là ở cà hông. Thì liền gặp không có gì của đất, cũng như lắm nước, như đạt nước, những cái chú rỗng không, chẳng tất tuyệt, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã, không có khởi vui, như trẻ thấy biết cái thật sự là pháp. Từ thành ra bờ pháp, hàng học tự bờ pháp, các ngài thấy các pháp diễn nào thế nào? Thấy như nguyện, thấy như ngọn, thấy như bóng, như giọt, vân vân, không có tiền. Hàng người nào là thấy được như vậy, hàng ngày nhìn ra ngoài tự vật đều có cái thấy đó, thì người đó kêu người đó là cái gì? Nếu là thấy được như vậy, tức là sẽ thấy đúng là thấy cái đời đó. Vì vậy cho nên mọi thứ mới nói các pháp sẽ không phải có, không phải không, tức là cái đối đãi đều là của không thiệt. Thì thấy như vậy đó là cái thấy cái đời đó, mà thấy như vậy đó là cái thấy của cái gì? Của cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ thấy như vậy đó thì nó đã không có thật như mộng, như quyển, như bóng, như bọt. Thì cái gì phải nói nó là quyết định nữa không? Nó là nguyên kế nữa không? Vì vậy cho nên tới cái chỗ đó không có đoàn có nguyên kế, không còn có quyết định. Bởi không có nguyên kế, không có quyết định. Cho nên ở đây tôi nói lúc đó trong đại chúng là có ảnh sáng lớn, yếu đến ảnh sáng này chẳng phải xanh vàng đã tấn mà thấy là xanh vàng đã tấn, chẳng phải tắt, chẳng phải sáng, mà thấy là tắt, là sáng, chẳng phải thấy, mà thấy, mà như vậy, để cho nó làm nghe cái thầy ăn sáng đó, mà người ta biết rõ rằng đó là biện thân của cái trí tuệ, mà trí tuệ đó từ trở biện, từ tâm niệm với thân mà hiện, với thân cái nhất định. Tự nhiên, dạy như có ánh sáng như vậy, tại chúng đạo ánh sáng này, thân tâm vô nhất, như tự ra nhập định, tư tử nguyên định, nhập tư tử nguyên định, như là nhập cái định, tư tử nguyên định. Như vậy, cho nên người nào có cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ bát nhã đó. Thấy có pháp như nguyện, đó là trí tuệ bát nhã. Thì nếu được cái trí tuệ đó rồi, thì người đó sẽ an lành, tự như là được nhập cái định, tư tử nguyên định. Nhưng mà khi mình đẹp cái trí tuệ bát nhã rồi thì các pháp giữa này mình thấy là như dưỡng không thật, thì có cái điều mà mình nói nguyên kế, có cái điều mà giải thích như thế là không. Cho nên ngày Lăng Tụ Chư Đại gặp Phật thế con ai thấy món cá này biết như là yêu mình sẵn đó tức là hãy nguyên kế cho anh sẵn đó thì ngài như lạnh rồi sẵn đó. Cho nên cái hướng về cái phải Lăng Tụ Chư Đại nhưng nhiều người có ánh sáng này nếu đến đại chúng nhận được là yên lặng cảnh giác, thành ra cái yên lặng đó là một cái giải đáp rất tường tận. Phải không? Thì như vậy các chị dừng tư lại mình hỏi cái ta gì với ngài yên lặng hả, phải hiểu không? Phải không? Thì như vậy đó chính là ngài cũng học ha. Còn có chị đề tác ở đây chứ đâu phải là các ngài tự ý lặng, phải không? Đó là vì mình muốn tìm nhân duyên với các pháp, mà các pháp mình duy nguyễn, nó không thiệt. Mà nói tại cái này, tại cái như chứ, anh đã quên lặng, tức là đã giải đáp tình đề.
để biết có pháp tu dưỡng không thiện, tự mình nhận ra được. Đó. Như vậy chúng ta ở đây tập yên lặng, và khi thấy chuyện người ta hỏi đây là dân thường cũng yên lặng. Và là vô duyên, thân về pháp hỏi là ca diếp, thì ca diếp cũng yên lặng. Còn là tình tự như là pháp hỏi là vô duyên, thì vô duyên cũng yên lặng. Lần lượt tâm thân đang vừa có hỏi nhau cũng đều trả lời là cách yên lặng. Như vậy, cái yên lặng đó là chính chính như chưa? Đó, đó là khi mình biết các pháp như dưỡng về thì giữa này không còn cái gì phải nói năng, còn cái gì phải bàn luận. Vì nói năng bàn luận chỉ trở về cái lý luận như dưỡng mà thôi, không thiệt. Cho nên các ngài muốn chỉ cái đệ nhất nghĩa, nên các ngài yên lặng. Thì cái đệ nhất nghĩa đó là sẽ không có ngôn ngữ, không có nói năng, vì nói năng ra rồi là chạy theo cái ngữ loạn mà thôi. Nhưng mà không lý từ đỉnh của đó mình không có phương tiện để khởi lên theo duyên mà có để chúng sanh hay không. Vì vậy cho nên là sau đó Đức Phật ngài trở lại ngài hỏi người ta hỏi ngài là yêu lặng mà đối tượng là sao ngài phải hỏi lại thì ngài rất hiểu. Mà thấy tôi hỏi là đang từ nhưng cái gì trong đại chúng đây có anh thánh này ngài đây không biết cái câu hỏi này thì ngài biết là hỏi thì nó là sai cái đại quyết nghĩa đời phải không. Nhưng mà nếu cái im lặng không thì nó chỉ là nói lên được cái đại quyết nghĩa, tức là gì, tức là được cái thể mà nó mất sức dựng phải không. Thì chính cái chỗ này tôi dẫn ở trong chuyện với các vị trường sư với vị nhớ là xem nhà vi sơn đi hái trà căn bán cái này ngủ xem thì sao hai đầu trà nói nhau sao nhà vi sơn nhà vi hải hôm nay ta nghe tiếng trẻ ngươi mà tối mai giờ nghe tiếng ngươi mà không thấy ngươi thì mình ngủ xem là làm sao. Là chung cây à, thứ hai là nghe tiếng con là phải thấy cái hình dáng của con, thứ hai chung cây à, rồi thì tới cây nghe ta, à, ngươi chỉ được cái dụng mà chưa được cái thể, và hỏi cái là thế thì sao, là im lặng, thì là ngủ thân có thể, là lại như vậy là nhận được cái thể mà không được cái dụng, thì như vậy mình thấy rõ ràng cái im lặng đó là cái được thể. Đã muốn gì thấy, đó là tôi nói đó để thấy cái việc của trường sư và kinh điển nó không ngược nha, nó không cái nha. Lại đây nó hỏi với cái này các người yên lặng. Yên lặng đó là để khi, để cho biết các pháp như diễn, đến trở về cái thể để nhất nghĩa đế sinh thật á. Thì cái chỗ đó vô ngôn ngữ. Vì vậy cho nên các người yên lặng. Nếu mà nếu yên lặng không thì chỉ được thể mà mất dụng. Vì vậy cho nên sau cái yên lặng đó rồi, Đức Phật liền khỏi lại mà văn thù, tức là từ thể mà khởi dụng, nhớ như thế. Thì cái hỏi này là hỏi từ thể khởi dụng, chứ nếu như kia thì cứ được thể mà mất dụng đấy. Đó, cho nên mình phải hiểu ra thấu đắm như vậy. Nên tới từ đây thì Đức Phật là hỏi mà văn thù, và cứ hỏi từ nào văn thù mà mới nói. Tập thứ tư món sáng này, giả là trí huệ, trí huệ chính là thường tự. Pháp tuần tự không có vô duyên, hay Đức Phật hỏi duyên có gì trong sắc này. Trẻ là Đức Phật, thì pháp tuần tự tức là lễ nhất nữa thế, lãng tâm duyên gia, lãng tâm duyên gia gì, mà tại sao Phật Phật lại hỏi duyên gia. Những cái này gọi là đại nhất đàn thì gọi là tuần tự, pháp tuần tự, chẳng từ vô duyên, hay Đức Phật lại hỏi duyên có gì trong sắc này. Ảnh bản này chính là Như Lai chính là tuần tự, phá tuần tự, chẳng từ vô duyên, không biết Phật là hỏi duyên thế gì. Ảnh bản này gọi là đại từ đại bi, đại từ bi gọi là tuần tự, phá tuần tự, chẳng phải từ vô duyên, phá Phật, hay Đức Phật là hỏi duyên thế. Ảnh bản này chính là niệm Phật, niệm Phật là tuần tự, phá tuần tự, chẳng từ vô duyên, hay Đức Phật là hỏi duyên thế. Ảnh bản này là đại bất cận, giới các tất cả thiên nhân duyên giới đại bất cận là tuần tự phá
các tiền tử cũng từ nhân duyên có đức Phật lại hỏi như thế. Như vậy là ngài đó đó là đức Phật, ngài nói là cái đó là cái tiền tử này đó là Phật lại hỏi như thế. Nhưng ở đây ngài nói đức Thế Tôn cũng có nhân duyên, tức là mở đầu cho cái dựng nãy giờ nói như thế, đây mới mở đầu cái dựng. Đức Thế Tôn cũng có nhân duyên, ngay lúc vô minh chứng đẳng vô thượng chánh đẳng chứng giác, như vậy là có nhân duyên. Thành ra Phật nói ngày văn thù chư lợi, nay ông chế nhập để giúp nghĩa đế, nay dùng thế đế để giải đáp. Thì như vậy tức là ban đầu Đức Phật chứng đẳng đầu tiên tiên ngày văn thù hỏi, thì đó là Đức Phật mở nhập để giúp nghĩa đế. Và có chứ đề pháp từng tự nhập để giúp nghĩa đế, nhưng mà cứ nhập để giúp nghĩa đế rồi, nếu như vậy thì chỉ vào thế mà tác dụng. Cho nên đến nay Đức Phật sử dụng để mà hỏi ngài Văn Thù, và ngài Văn Thù trả lời Đức Phật bảo nên cho thế đế mà đáp, thì tức là lấy dụng mà từ duyên giá để chứ không nên chắc là có thể mà chỉ là thành thử từ đây về sau, tức là giá về tác dụng. Ngày hôm nay ở đây Đức Phật khuyên anh em kế cái nói nghe cái đệ nhất nghĩa đế, nên đáp nghe cái thế đế. Thì đến đây ngài Văn Thù mới đáp nghe thế đế, thì ngài nó nói rõ rằng tất cả đây 20, tức là cả ngày tất cả ngày 20 hàng ngày ta thế giới là cái thiên đăng có cả thực lực đại. Do Phật ở trên đó đang giảng kinh đại Niết Bàn, trong đó có một vị đại về pháp tên là Mãn Nguyệt Thức Ca, tên là Lưu Ni. Thì ngài về pháp đó cũng nghe Đức Phật nói tới cái chỗ mà nghe để chưa nghe để chẳng nghe đó, thì về pháp ấy đang như hỏi, thì Đức Phật ấy giới thiệu cả ca bà này có Đức Phật Thích Ca đang giảng kinh đến cái câu này, và cũng có vị về cá đang là cao quý Đức Vương cũng đang hỏi cái câu đó, để thì ông muốn nghe hãy thẳng đến cái cả ca bà này mình nghe. Vì lẽ đó cho nên về cá lưu đi ra nghe cùng với một số liên hệ đi đến cả ca bà nghe kinh Niết Bàn, do đó mà có cái ánh sáng hiện ra. Thì như vậy đoạn này là ngài Văn Thù căn cứ vào thế đế mà đáp, mà đã là thế đế mà đáp thì đó chỉ là nghĩa thường, chứ không có cái lý sâu, chỉ nói cái nghĩa thường cho hiểu cũng như để một sự tích gì thôi. Thế khi ngài về đó ngài lưu lưu ra đến Đức Phật, đúng vừa một câu ngày hôm đó rồi, thì Đức Phật liền hỏi về các lưu lưu ca, ông vừa đến mà lại hay vừa chẳng đến mà lại. Để câu hỏi nó nghe khó hiểu mà dễ, ông vừa đến mà lại hay chẳng vừa đến mà lại. Chỉ lại đây thì có thể mình cách nghĩa cách khác thôi, ông vừa đến đây mà đi lại, hay là ông không vừa đến đây mà đi lại. Nói như vậy thì nó rõ hơn, tức là ông vừa đến cái chỗ này cho nên ông đi lại đây, hay là ông không vừa đến chỗ này mà ông đi lại đây. Người ta đến và cái lại, chỉ lại tức là đi lại, đến tức là đến cái chỗ này. Từ ngày Đề Tát Lưu Ly Ca nơi đặt rằng đến cũng chẳng lại, chẳng đến cũng chẳng lại,
cơ quan khác nữa này đều không có lại. Từ đây nó phù hợp với con sinh quán lệnh. Thấy đi, nó sẽ không có đi. Bởi vì nếu mà thấy có đi có lại thì chúng ta là sao? Thì đây, các hành pháp nếu là thường cũng chẳng lại, nếu là vô thường cũng không có lại. Các hành pháp tức là các cái pháp hoạt động tạo tác, nếu chấp cho nó là thường thì nó cũng chẳng có lại, nếu chấp nó là vô thường thì nó cũng không có lại. Tại sao vậy? Bởi vì nếu tất cả cái hoạt động của mình ta nó thường, ví dụ như tôi nói ăn cơm mà có ăn cơm là thường á, thì chắc là ăn cơm chút chứ, phải không? Lúc nào đó là ăn cơm, bởi vì cái ăn nó là thường cho nên phải có gì mà như vậy cho nên nếu mà nói là thường thì cảm gì, nếu là lễ giờ thì gọi là đi là lãng, nếu là đi thì đi luôn, rồi dừng thì dừng luôn, đâu có ấy có đi thì gọi là có đi có lãng. Còn nếu mà vô thường thì không thiệt, và không thiệt thì còn gì nói là có đi có lãng. Nha, thì như vậy cả hai cái rất là thường thiệt thì cũng không có nghĩa đi lại, rất là vô thường không thiệt thì cũng không có nghĩa đi lại. Đây là giải thích thêm, nếu người thấy có chính thân tấm thì có lại chẳng lại. À, tức là nếu người nào nhìn vào chúng tâm mà cho rằng chúng tâm đó có cái tánh thật cố định thì người đó mới thấy có đi có lại. Có lại và có chẳng lại. Chứ nếu mà mình không thấy chúng tâm có cái tánh thật ấy, thì tất nhiên không thấy có lại và chẳng lại. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà nếu chúng ta nhìn thấy mình là tuyệt, cho nên mới nói rằng tôi đi, tôi đứng, tôi ra, tôi lại. Nếu mà mình không thật thì cái đi đứng nó làm gì có thật, mà nói là có đi nó lại. Vì vậy cho nên ở đây nó là chúng sanh tánh, nghĩa là chúng sanh có cái tánh cách quyết định là thật thì mới thấy có lại và chẳng có lại. Nghe tôi chẳng thấy chúng sanh có định tánh, ở đâu có lại cũng chẳng lại. Như người giới Bồ Tát, con mắt trí tuệ của các ngài nhìn thấy chúng sanh chỉ là duyên hợp như biển, cho nên không có tánh cố định. Bởi không tánh cố định thì làm sao các ngài thấy thật có lại và thật có chẳng lại. Người có chưa mạng thì thấy có đi có lại, người không chưa mạng thì không thấy có đi có lại. Tại sao người chưa mạng thấy có đi có lại, người không chưa mạng là thấy không đi không lại? Chỉ chưa mạng đây là để cho mà có, tức là để cho cách ngã, phải không? Cách ngã cho nên mình mới sinh thi trẻ khác. Mà nếu cách ngã thì cho cái ngã mình là thiệt, để thấy cái ngã mình là thiệt cho nên mới thấy có đi có lại. Còn nếu mình không cách ngã, tức là mình thấy cái thân nông ống này là thân thiệt, đã thấy thân nông ống thân thiệt cho nên không thấy có đi và có lại. Người có cách lấy tạo tác thì thấy có đi có lại, người không cách lấy tạo tác thì không thấy có đi có lại. Người mà cách những cái tạo tác, những hành động cho nó là thiệt thì nó thấy có đi có lại thiệt. Còn nếu về công tác chỉ tạo tác hành động là thật ấy, thì họ thấy cái đi lại đó cũng không có thật, cho nên thấy không có đi có lại. Thì như vậy, đáng là trong mấy cái câu này là tốt ý về các lưu đi quan, ngài giải thích rằng tất cả chúng sinh khi nào chắc thật có ngã, thật có pháp, thì lúc đó mới thấy thật có đi, thật có lại. Còn nếu những người không còn cách thật có ngã, thật có pháp thì vấn đề đi lại nó không có thiệt nữa rồi. Nếu mấy như lời đối quá nhập nước bàn thì có đi có lại, người chẳng thấy như lời nhập nước bàn thì không đi không lại.
Tại sao vậy? Nếu mà mình thấy Đức Phật mạnh nhất là nghĩa là Đức Phật chết, mình thấy Đức Phật chết tuyệt thì đó là có đi có lại. Tại sao? Đi là chỉ cho chết, mà lại là chỉ cho tâm ra. Bởi vì mình thấy Phật có sự chết thì tất nhiên mình thấy Phật có sự tâm. Còn nếu mình không thấy Phật sự chết thì làm gì mình thấy có Phật sự tâm? Cho nên nói rằng nếu mà thấy Như Lai nhập Niết Bàn thì có đi có lại. Đi là khứ, là khứ tức là chỉ một tỷ, mà lại tức là lai, lai tức là tâm. Tâm tức là có tỷ và có tâm thật. Mà có tử cái thanh thật thì tất nhiên mình đã thấy Phật có nhập Niết Bàn và Phật có thanh ra vân vân, đó là thể diện. Còn nếu như cái người mà đã hiểu được kinh điển đại đáp Niết Bàn này rồi thì thấy rằng Như Lai pháp thân bất sanh bất diệt thì làm gì mà có chết và làm gì mà có sanh, cho nên không có đi không có lại. Người chẳng nghe Phật tánh thời có đi có lại, người nghe Phật tánh thời có đi có lại. Đó, sử dụng như mình tiến nhìn vào cái thân tứ đại ngũ uẩn này, cho đó thực là mình, thì mình thấy mình có đi mình có lại. Nếu mình nhận về cái Phật tánh của mình, Phật tánh nó là không hình tướng, không có trạng mạo, không có đến không có đi, thì như vậy làm gì mà mình có đi có lại. Cho nên nói là người mà nghe được Phật tánh thì không đi không lại. Từ là những người không nghe Phật tánh thì nó thấy có đi có lại. Đó là để thấy, nghĩa là khi nhận ra Phật tánh thì Phật tánh nó không có hình tướng. Mình lấy là không hình tướng thì lấy gì lại là đi là lại. Còn nếu mình không nhận được Phật tánh thì mình chỉ có cái hình tướng của tâm này. Cho nên mình đã thấy có đi có lại là thật. Nếu thấy hàng thanh quan đức như Phật có Niết Bàn thì thấy có đi có lại. Người chẳng thấy hàng thanh quan đức như Phật có Niết Bàn thì không đi không lại. Bởi vì cái Niết Bàn và thanh quan và đức như Phật nếu như kinh điển Đại Thừa đó là quá tầm, cũng không phải là bảo sở, chứ từ đó là cái chỗ tạm an ổn tạm thời, chứ không phải là chỗ cứu kính an ổn. Mà nếu mình thấy các ngài đến đó là cứu kính an ổn, mà các ngài tu thì còn nằm ở trong cái tương đối, đây là thân tử thật, kia thì Niết Bàn thật. Nếu thấy cái thân tử thật và thấy cái Niết Bàn thật thì chán cái thân tử mà cầu cái Niết Bàn, thì như vậy chán bỏ đó là đi mà cầu được đó là lại. Thì như vậy nếu mình thấy rằng có hai bên thật thì còn có đi có lại. Như vậy mà nói rằng nếu thấy hàng thanh văn đức như Phật có Niết Bàn thì có đi có lại. Bởi vì còn thấy cực có Niết Bàn là cái chỗ an vui để mà cứu, và thấy thanh tử để đau khổ để mà tránh, thì như vậy có tránh và có tự thì có đi và có lại. Người chẳng thấy hàng thanh văn đức như Phật có Niết Bàn thì không đi không lại, tức là lấy con mắt đại thừa chiếu kiến thấy rằng cái Niết Bàn của thanh văn đức như Phật chỉ là cái quá hành hay là cái chỗ tạm thời không thiệt. Thì như vậy đã tạm thời không thiệt thì không phải là Niết Bàn. Nếu mình nhận được như vậy thì tức là mình thấy được cái lý chiếu kiến tuyệt đối không đến không đi. Cho nên nói là không đi không lại. Nếu người thấy hàng thanh quan đức như Phật là thường, là ngã định, thời có đương có đến. Nếu người thân thấy thời không đương không đến. Nếu là mình thấy rằng hàng thanh quan đức như Phật được Niết Bàn, cái đó cũng có đầy đủ bốn đức, nào là thường, nào là lạ, ngã định, thời như vậy. Tức là cái giả mà mình tưởng là thiệt thì tức là mình thấy có đi và có đến. Còn nếu mà mình biết rằng cái Niết Bàn nó thanh văn và đức như Phật
sanh có đầy đủ bốn đức rồi lạc hả tạm, người đó là cái giả, cái tạm thời. Thì mình hiểu được như vậy thì mình mới thấy rõ không có nghĩa đương là không có nghĩa đến. Nếu thấy như lai sanh có thường lạc ngã tịnh thời có đương có đến, nếu thấy như lai là thường lạc ngã tịnh thời có đương không đến. Nếu là thấy Phật, thấy Phật với cái hình tướng Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ có già, có bệnh và có chết, thì tức là không thường, không lạc, không ngã, không tịnh. Tức là như vậy mình thấy có đi và có đến. Và nếu mình thấy Phật là pháp thân, đích thân đích diệt, thì cái pháp thân đó là thường. Và pháp thân đó luôn luôn là thân tịnh, cho nên là tịnh. Pháp thân đó là sự an ổn tuyệt đối, cho nên gọi là lạc. Pháp thân đó tức là do cái Phật tánh mà hiển lộ. Phật tánh tức là ngã. Thì như vậy, nếu chúng ta thấy Như Lai có thường lạc ngã tịnh, thì lúc đó chúng ta thấy rõ Như Lai không có đi và không có đến. Đúng là tôi nói hôm qua ông Kinh Kim Cang, Như Lai giả vô sở, Tình Lai diệt vô sở thứ đó. Đó thì chính cái chỉ Như Lai đó là chỉ cho pháp thân Như Lai, cho nên không có đi, không có đến. Và nếu thấy đưa đến, đó là chuyện quá thân của Như Lai. Và quá thân đó thì đó là tạm thời, cho nên không có thường lạc ngã tịnh. Còn pháp thân mới là cứu chính vương hãn chân thực, cho nên đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Bạch Thế Tôn, xin để việc đó lại. Nay tôi có chỗ muốn hỏi, mong Đức Phật thương xót cho phép. Nếu mà người thế qua chưa từng phải, phải chứ. Mà phải tiến thì Ngài giải thích như vậy. Rồi bây giờ Ngài xin giáo Phật cho Ngài hỏi những cái gì nghe nghi. Phật nói, Ngài Vĩnh Thanh Tử, giờ đây phải mức tử ông hỏi, ta sẽ giải đáp cho anh. Vì chư Phật khá dọc như qua ưu đàn, pháp cũng khá được nghe trong 12 bộ kinh. Bộ thiên đẳng đại thừa là khá hơn, vì thế nên phải chuyên tâm lắng nghe và lãnh thọ. Người Lưu Quang Bồ Tát Bạch Phật, Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát có thể tu hành kinh đại Niết Bàn, được nghe chỗ chẳng nghe, đó là cái thắc mắc. Ôn từ ở trải, bức động là sang của hôm nay, nó xuất hãi cái câu đó. Thì cái câu đó là cái câu mà tối quan trọng của cái phẩm này. Nghe cái chỗ chẳng nghe, được nghe cái chỗ chẳng nghe. Đó. Thì trước là Đức Phật khen ngợi, khen ngợi rồi để ta hàng cái đó thôi. Giờ đọc tiếp thì tôi sẽ giải lý đoạn này pháp là lý luận của Bồ Tát khó hiểu. Đến đây Đức Phật mới khen ngợi Ngài Lưu Ly Quang, nó bằng lần hai này thì nên tử. Nay tôi muốn tình tận biển đại thừa đại nhất bàn, lại giật Phật có thể khéo giả thuyết hoặc là lưu ý có thể quá nhỏ mũi cho đọc như nhờ của anh. Phật có bước về soi sáng Phật tấm cho anh. Anh muốn qua khỏi thân lớn thân tử, Phật có thể làm thiền sư cho anh. Anh ở ngay Phật, Phật tưởng là cha mẹ, Phật cũng ở nơi ăn tưởng là con mẹ. Lòng ăn tham của báo tính pháp, và Phật có nhiều pháp lại hơi vô thí, không nên lắng nghe các suy nghĩ đó. Tức là cái đoạn này Đức Phật Ngài khen ngợi, và Đức Phật Ngài cũng chỉ cho Ngài Lưu Ly Bồ Tát biết rằng Phật đầy đủ mọi phương tiện tùy chở ông cần. Thì Đức Phật liền giúp cho ông hoãn nguyện. Vậy thì ông phải cố gắng để mà nghe thật kỹ. Thôi thật nghe trước khi dạ Đức Phật liền nói cho thằng này, tức là bảo phải kính trọng với người, người nó khó. Tại sao Phật phải nói cái điều này?
Bởi vì Ngài Lưu Lưu Bồ Tát ở quả bất động là cái quả thanh tịnh. Đồng thời những vị Bồ Tát đều tướng có, đều đủ những cái chức đức. Thì sang cả ta bà, kẻ xấu xa, ngang tâm, dọc quyền. Thì Đức Phật và chúng ở đây nhỏ chí, mà người xấu chí. Cho nên là khi tạ ăn, thấy rằng Phật xấu giả thì chưa đời ông Kinh Thường mà không có được lợi ích. Cho nên trước hết thì Đức Phật mới dạy cái điều này. Này thiện năng đủ, khi như pháp rồi phải thanh lòng chính, tin tôn trọng. Đối với tánh pháp, chớ tìm cầu trở lỗi, chớ nghĩ tham sân thương. Tức là đối với Phật Pháp, trong khi đó, mình chỉ một đề nghe pháp thôi, chứ đừng có nghĩ những cái lỗi lầm của cái người nói pháp, rồi tâm ra tham sân thi. Chớ nhìn, xem giận họ tốt xấu của pháp sư. Sai khi nghe pháp cái thanh lòng thiêu hạ, chớ vì cung kính danh dự lợi dưỡng, ở vì được lợi ích pháp vụ tam lộ độ thế gian. Nó đừng nghe pháp, đừng vì người ta cung kính mình, cũng đừng vì cái danh dự, đừng vì lợi dưỡng, mà chỉ vì lợi ích pháp vụ để thành hưởng được cái pháp vụ và được cái pháp lộ để mình độ thế gian. Cũng chớ nghĩ rằng tôi nghe pháp rồi trước độ và tự độ mình, sau sẽ độ người. Trước tự giải thoát, sau sẽ giải thoát cho người. Trước tự an thân, sau sẽ làm cho người được an. Trước được, trước tự được niết bàn, sau sẽ làm cho người được niết bàn. Nên phải cũng cho nó quan điểm đó. Đó là để mình sẽ xong rồi hả, rồi sẽ độ người ta. Trước mình được hết thì sau sẽ độ người ta. Cái đó Phật nói không được, nên có quan điểm đó. Nên có quan niệm bình đẳng đối với Phật Pháp Tăng. Tăng thân tử phải có quan niệm là khổ quan lớn, tức là trong cả thân tử này, dù là tinh thần tiểu thừa hay là tinh thần đại thừa, cũng vẫn nhìn thấy nó là cái chỗ đau khổ, cái chỗ hoang gia lớn lao, mình phải cảm mến nó. Đối với đại niết bàn phải quan niệm là thường lạc ngã tịnh, tức là đối với cái pháp đại niết bàn phải thấy có đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Trước người người sao sẽ vì mình, nên vì đại thừa chứ vì nhị thừa. Nên là để ăn cái pháp đại thừa mà giáo hóa chứ đừng có đem cái pháp nhị thừa. Trước người người ta có người mình thì như vậy làm sao? Nghĩa là mình nghe đạo với bà này, trước người người thì ta có gì mình, thì giải trước người người bằng cách nào? Ví dụ bây giờ có người nghe kinh đại với bà rồi để cho cấp tu luôn, từ năm năm bảy năm từ người đó bị cái lỗi trước người mình sao gì người hay không bị không? Còn có người nghe kinh đại nước vàng rồi cái chạy ra chuyên người này tu, chuyên người tu, rồi chưa tu mà mình không tu gì hết. Thì người đó, như vậy đó là học như là giải ở đây hay là không học. Mấy cái chỗ này là quý vị ráng chú ý và cẩn thận để được người kia rồi cái ngờ cũng giúp mình tu giải thành cái hạnh thanh văn tử thừa chân. Ở đây nó chúng ta hiểu đúng sao nó chỉ có quý mình. Ví dụ như mình bây giờ nghe vậy, mình biết vậy thơ và kệ Phật nói vậy thì thôi để mình lo mình tu đó. Tu năm năm hai ba chục năm thì chừng nào thân thư rồi chừng đó hả giáo hóa cho người ta. Nếu mình nghĩ như vậy đó thì đó là mình quan niệm sai lầm đó. Ở đây Đức Phật giả còn mình nghĩ, mình cũng nghĩ thế này, mình nghĩ rằng Phật nói đại biết bàn hay quá, mình có một tánh, chúng sanh được có một tánh. Như vậy thì vừa độ chúng sanh, vừa muốn độ chúng sanh mà sáng mình nỗ lực để mình thực hiện được cái Phật tánh đó để mình độ họ. Thành ra như vậy, như độ họ là mình tu, còn kia vừa mình là mình tu. Hai trường hợp khác nhau,
ví dụ nhớ phải nói cho tử thành thử ra cái người ha ha không được các họ tu như thường là họ không có cái lỗi, không có cái lỗi mà tử thường còn người trước rồi vô các tôi nó để mình đầu với cái tham đá chừng nào an bà hết thì chừng đó sẽ đỡ họ thì như vậy đó là người đó có quan niệm nhập hòa đó còn người đó vì muốn cho người ta tin vì cho muốn giáo hóa họ được cho nên mình ráng mình tu cho có công đức để mà giáo hóa cho họ thì như vậy mình đặt vui họ hơn là vì mình vui họ bằng cách vì bây giờ mình nói ra là nói mình nói chuyện chứ mình chưa có tin phải không mà nếu mình nói chuyện mình nói họ đâu có tin thành thử là mình tu là bởi vì muốn đợi họ thì như vậy tức là đặt họ là trước mình là ta thành ra cái quan niệm đó là quý vị đó nhận định cho thật kỹ với nhiều khi bị lầm lẫn có nhiều người nghe thấy ai ngồi tu mình nữa là bị thừa ích kỷ là bị thừa ích kỷ nhưng ích kỷ chỗ nào thì tôi nhìn dữ nhớ bị thừa ích kỷ là khi nào hữu lợi cho mình mà không nhớ cái lợi người phải không thì đó là ích kỷ và mình ngồi mình tu là vì muốn đạo người vì muốn đạo người cho nên mình phải ngồi mình tu chứ bạn già nếu mình nói tôi nói mình nói dốc mình chưa có làm được cái gì hết thì nói mình không tin mình buộc lòng muốn cho người ta tin mình ta hiểu Phật pháp cho nên mình ráng mình tu để cho đủ đức tin hay họ thì cái đó là cái gì người chứ cái đó là gì mình thành thử được ngồi một chỗ mà cũng có thể là tiểu thừa mà cũng có thể là đại thừa đó cho mình có hiểu lầm còn có nhiều người đi làm lung tung tiểu thừa na đi làm việc này na đi đánh giá chuyện kia nhưng mà làm để đầy cái túi thì như vậy đó là đại thừa không thì tới đâu cũng một viên cũng cảo rồi để mà làm việc riêng cho mình thì đâu phải là đại thừa phải không nếu tu một mình để mà muốn cho mình ăn ổn thì đó là tiểu thừa còn tu một mình mà để mình có nhận được Phật pháp mình thực hành được Phật pháp để đem dạy người ta như muốn dạy người ta nên mình ráng mình tu thì đó không phải là tiểu thừa nhớ chưa đó là đó thành ra ở đây Đức Phật cũng nói nên không tự trước đối với tất cả pháp cũng chớ chuyên chấp tất cả pháp tướng không nên tự trước đối với tất cả pháp và cũng không nên chấp tất cả pháp tướng đối với các pháp chớ có lòng tham thường có quan niệm biết pháp thấy pháp đối với các pháp chớ có lòng tham tại sao mà tham tiền tham của với ai tâm pháp là tham pháp có lỗi gì? Đây là nói đối với tất cả đối với các pháp với cái lòng tham chữ pháp đây là nói chung tất cả pháp tướng á mình đừng có lòng tham á thường có quan hệ biết pháp thấy pháp biết pháp tức là nhận biết đúng mỗi sự vật này biết đúng cái lẽ thật của nó là mình thấy đúng cái lẽ thật của nó thì đó gọi là biết pháp và thấy pháp. Rồi thì ông Nam Tử, ông có thể hết lòng nghe pháp như vậy. Đây gọi là được nghe chỗ chẳng nghe. Nếu mà nghe với một tâm thầm khẩn, thiết tha như vậy đó, thì gọi là sẽ được nghe cái chỗ chẳng nghe. Rồi thì ông Nam Tử, có chẳng nghe mà nghe, có chẳng nghe mà chẳng nghe, có nghe mà chẳng nghe, có nghe mà nghe. Thấy chữ này đọc nghe có hiểu thì đây Đức Phật Ngài đã giải thích từ cái nghe mà chuyển vào cái tâm để cho người ta dễ hiểu. Thầy chữ Nam Tử như chẳng sanh mà sanh, chẳng sanh mà chẳng sanh, chẳng sanh mà chẳng sanh, sanh mà sanh. Nó cũng đúng như cái nghe ở trên đó. Đó là Đức Phật lặp lại dùng cái chữ sanh cho người ta dễ hiểu, dễ nhận. Như chẳng đến mà đến, chẳng đến mà chẳng đến, đến mà chẳng đến,
đến mà đến đó, tức là ngài đưa lại cái ý trên bằng cái chữ khác. Trên là nghe, rồi kế là sanh, đây là đến đó, nhưng cũng đồng một ý. Bây giờ Đức Phật ngài Bồ Tát Lưu Ly ngài mới hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là chẳng sanh mà sanh? Tức là giải quyết từng câu một. Ông Phật mới trả lời: Ngài Thiện Nam Tử an trụ nơi thế đế lúc mới xuất thai, đâu gọi là chẳng sanh mà sanh. À, an trụ nơi thế đế tức là nói về thế gian, thế đế tức là chỉ về thế gian, căn cứ vào thế gian mà nói. Nghĩa là người ta khi mà vào thai mẹ rồi lọt lòng mẹ, thì khi mà lọt lòng mẹ đó tức là trước chưa sanh mà bây giờ sanh, phải không? Cho nên gọi là chẳng sanh mà sanh. Chẳng sanh tức là trước trước đó chưa sanh mà bây giờ tự mẹ sanh ra thì gọi là bây giờ sanh. Vì vậy mình nên nói rằng chẳng sanh mà sanh, đó là trả lời tình dưới một của mấy cái câu trên. Đó là đứng về mặt thế gian mà nói. Còn đây ngài nói thêm: Bạch Thế Tôn, thế nào chẳng sanh mà chẳng sanh? Đức Phật có trả lời: Này Thiện Nam Tử, đại niết bàn đây không có tướng sanh, đây gọi là chẳng sanh mà sanh. Dù đối với cái đại niết bàn nó không có tướng sanh, thì đây là đứng về đại niết của đế đó. Đối với đại niết bàn không có tướng sanh, đây gọi là chẳng sanh. Dù niết bàn là cái không có cái tướng sanh, nhưng mà Đức Phật khéo từ tướng sanh mà giải thích thì tất nhiên thiên nó chẳng sanh mà bây giờ sanh. Cho nên nói là chẳng sanh, ở chẳng sanh mà chẳng sanh, phải đó là bởi vì niết bàn là cái không có hình tướng, mà bởi không hình tướng thì tức là chẳng có sanh mà cũng chẳng có diệt. Bởi chẳng sanh chẳng diệt cho nên chẳng sanh mà là chẳng sanh, bởi vì nó đâu có tướng sanh ra mà nó cũng đâu phải trước sanh mà bây giờ có, cho nên nó là chẳng sanh mà chẳng sanh. Và thứ con thế nào gọi là sanh mà chẳng sanh? Thầy Thiện Nam Tử, cứ theo thế đế lúc chết thầy gọi là sanh mà chẳng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì khi chết á, lúc mình còn sống thì gọi là sanh, phải không? Thì khi mình chết thì gọi là sao? Là mất cái sanh rồi thì gọi là chẳng sanh. Khi còn sống thì gọi là sanh, mà chết đi thì mất cái thân thì gọi là chẳng thân. Tức là không còn sống chứ có gì đâu, không còn sống tức là chết. Thì như vậy đó, nói thân mà chẳng thân là căn cứ vào thế đế mà nói. Và thế con thế nào thân mà thân? Thầy Thiện Nam Tử, tất cả phạm phu gọi là thân mà thân. Vì phạm phu thân chẳng biết, vì tất cả hữu lậu nguyện tinh nguyên, đây gọi là thân mà thân. Bậc trí trụ Bồ Tát thì gọi là thân mà chẳng thân, vì thân mà tự tại. Từ chỗ này có thể là hai ý chúng ta cần phải lột cho rõ. Ý thứ nhất, đây Đức Phật nói rằng cái hàng phàm phu thì gọi là thân mà thân. Tại sao thân mà thân? Bởi vì phàm phu cứ sanh ra đời này chết cứ tiếp tục cầu sanh đời khác nữa, cứ đời này ra rồi tới đời kia đời nọ, luôn luôn không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, bỏ thân này rồi mang thân khác cứ tiếp tục mà sanh. Mà nói tiếp tục sanh tức là tiếp tục sanh và tiếp tục tử, sanh đi tử lại sanh đi, nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Cho nên gọi sanh sanh tức là sanh ra đời này rồi sanh ra đời khác. Nhưng mà còn có ý thứ hai nữa, dù tất cả hữu lậu nguyện thanh niên, đây gọi là thanh mà thanh. Thì hàng đạo sư như chúng ta trong tâm mình mở được vọng tưởng như liên tục,
khỏi vọng tưởng liên tục cái này giữa cái kia sanh, cho nên gọi là niệm hưởng sanh luôn. Chính như vậy trong tâm chúng ta hết niệm này tới niệm khác nó cứ luôn luôn là sanh, thì như vậy cũng gọi là sanh sanh đó. Như vậy sanh sanh đây có hai ý, cái ý là luân hồi tiếp nối từ đời này qua đời kia không dừng gọi là sanh sanh, mà cũng là trong tâm niệm chúng ta hết niệm này sanh tới niệm chưa khởi, sanh khởi không dừng thì cũng gọi đó là sanh sanh. Sanh mà sanh được tứ trụ và pháp thì gọi là sanh mà chẳng sanh, vì sanh mà bụi bạ thì đây cũng có hai ý. Hàng Bồ Tát vào được tứ trụ rồi thì các ngài phải biểu sanh ra là tại sao mà sanh, nó không còn đủ cái nguyện như tầm phương mà vì cái sở nguyện độ đời cho nên các ngài sanh ra, mà sanh ra vì cái nguyện cho nên không phải được lôi kéo. Vì vậy mà khi ra đời các ngài tự tại để mà giáo hóa chúng sinh chứ không phải mê lầm của chúng ta. Vì vậy cho nên gọi là tự tại, đó là căn cứ vào cái ý nghĩa sanh đời này đến đời khác. Còn cái ý nghĩa thứ hai là các hàng Bồ Tát, các hàng mà tứ trụ rồi thì trong tâm niệm các ngài đó, các ngài còn sống, các ngài hiện hữu thì tất nhiên các ngài cũng có tâm niệm như chúng ta, như là tâm niệm các ngài làm chủ, cho nghĩ thì nó nghĩ, không cho nghĩ thì nó không nghĩ, nó không phải như mình nếu nghĩ hay không nghĩ gì nó cứ tạo ra. Vì vậy cho nên nó là tâm mà chẳng tâm, vì tâm niệm các ngài tự chủ được đó, cho nên nói tâm mà chẳng tâm thì đã là hai cái ý thì chúng ta thấy ở trên thì điểm năng tử trên đó là nói về nội pháp. Nội pháp tức là căn cứ vào bên con người, bên tâm của con người gọi là nội pháp. Còn về ngoại pháp cũng có chia tâm mà tâm, chia tâm mà chưa tâm, tâm mà chưa tâm, tâm mà tâm. Ngoại pháp tức là chỉ cho những cái sự vật bên ngoài. Đây Đức Phật mới chỉ vô như cái hộp giống lúc chưa mọc đồng được tứ đại hòa hiệp trong người săn sóc rồi sau mới mọc lên, đây gọi là chưa sanh mà sanh. Mình là ươm hộp giống xuống đất rồi có đủ duyên, duyên trước nó không có cây lúa hay là nó không có cây bắp mà bây giờ đủ duyên cho nên nảy lên cây bắp thì như vậy gọi là chưa sanh mà sanh. Như hộp giống thưa và hộp giống chưa gặp đủ duyên thì gọi là chưa sanh mà chưa sanh. Như mầm đã mọc mà chẳng lớn thêm thì gọi là sanh mà chưa sanh. Tuy nó có lên mà nó không có tăng trưởng thì nên nói sanh mà chưa sanh. Như mầm lớn thêm thì gọi là sanh mà sanh. Đó, đó là nó sanh ra rồi nó cứ nó tăng trưởng mãi mãi. Tất cả ngoại pháp hữu lậu sanh mà sanh như vậy. Đó, nó như thế đó. Giờ ngày mới bạch, bạch Thế Tôn pháp hữu lậu nếu có tâm thì là thường hay vô thường. À, nếu pháp hữu lậu có tâm thì nó thuộc về thường hay là thuộc về vô thường. Tâm nếu là thường thì pháp hữu lậu không có tâm. Tâm nếu là vô thường thì pháp hữu lậu là thường. Ở đây giải thích dễ hiểu và tới đây đó mới là cái khó hiểu đó. Mà nói đến cái tham nếu là thường á thì pháp hữu lậu không tham. Tại sao vậy? Ví dụ như mình đây, mình là con người, mà nếu con người mình là thường á thì có tham được đời thứ hai hay không? Ví dụ mình còn sống hoài, thường tức là còn hoài nó có mất, mà còn hoài không mất thì lấy gì mà tham lại đời thứ hai? Có chết rồi nó tiếp tục tham thì nó lại là thân không. Còn nếu là mình còn hoài thì chúng ta chỉ có đời này, nó không có cái đời thứ hai. Cho nên nếu là thường thì nó không có sanh, chỉ có đời này sanh ra lần thôi, không cần sanh nữa. Còn sanh nếu là vô thường thì hữu lậu là thường. Nếu mà cái sanh đó là
là vô thường thì cái pháp hữu lậu nó phải là thường. Tại sao vậy? Nếu cái tâm này là vô thường, vô thường bởi vì cái tay có thân rồi nó có diệt, mà nó có thân có diệt thì như vậy các cái pháp hữu lậu sanh ra rồi diệt, diệt rồi sanh rồi diệt rồi sanh, rồi như vậy thì cái hữu lậu nó còn hòa không hết, phải không? Vì cái pháp sanh diệt gọi là pháp hữu lậu. Mà nếu mà đời này sanh ra rồi đời sau diệt, đời sau diệt rồi đời nọ sanh, cứ vậy sẽ tiếp tục sanh đi diệt lại, sanh đi diệt lại không bao giờ dứt, thì như vậy là cái pháp hữu lậu còn hòa. Vậy cho nên nói pháp hữu lậu là thường. Bạch Thế Tôn, nếu sanh có thể tự thân, thời sanh không tự tánh. Nếu có thể sanh cái khác, nhưng có gì chẳng sanh vô lậu. Đây là mới nói, nếu sanh có thể tự thân, cái sanh nó tự nó mới sanh ra nó. Thời sanh không tự tánh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà nó thành là nó, nếu thành có thể tự tâm, tức là tự dụ thì nó dụ nhất này, tự dụ nhất này nó thành là dụ nhất, nó không có là ai làm, không có cái gì hợp là tự nó thành là nó, tự nó thành là nó thì nó không có tự tâm, thời tâm không có tự tâm, tức là như vậy lấy cái gì gọi là tâm, phải không? Nếu là có cái này mà trả là cái kia thì nó gọi là tâm, phải không? Bây giờ tự nó thành hình là hỏi cái gì gọi là thanh được, cái thanh nó đâu có nhất định, không tự tánh nghĩa là không nhất định là thanh được, vì tự nó đã có, làm sao gọi nó là thanh? Dạ, cho nên nó là không tự tánh. Nếu có thể thanh có khác, nhưng cái gì chẳng thanh vô lậu, thì nói là sử dụng như bà mẹ thanh là đứa con, thì như vậy bà mẹ thanh là cái khác rồi, phải không? Cái khác của bà mẹ con là khác của mẹ, thì như vậy được đủ lậu lẽ là thanh vô lậu chứ, từ cái này sang cái kia đó. Thì như vậy thì cái hữu lậu thì có thể thành được cái vô lậu, từ cái này sang cái khác đó là cái lối nhà đẻ. Nhà đẻ nghĩa là nếu mà nó tự tâm thì nó không có tự tánh, thì nó là đã có rồi, còn thì nó nói là thanh, còn thì gọi là cái thanh có tự tánh. Còn nếu cái khác thành ra nó, tự dụ đó là ông thợ hay là cái lò đúc hay gì gì là thành vô biết, thì như vậy cái khác thành ra vô biết. Mà như vậy cái khác thành vô biết thì cái hữu lậu có thể thành ra cái vô lậu, và cái vô lậu ngược lại cũng có thể thành ra cái hữu lậu, thì phải không? Đó là cái lối nhà bé. Nghe các bạn thêm, mà Thế Tôn, nếu lúc chưa sanh mà có thân, sao lại đến nay nói gọi là thân? Thì nếu nói là chưa thân mà có thân thì sao đợi tới giờ mới nói là có thân? Cũng như tôi nói ở dưới đất là có một cỏ, thì đã có một cỏ, tới giờ tôi biết có một cỏ thì tôi buồn, phải không? Nếu nó có thì nó đã có từ hồi nào tới giờ, tại sao giờ tôi mới nói nó có? Thì như vậy nếu lúc chưa thân mà nó có thân á, cái được chưa tâm mà nó đã có cái tâm đó rồi thì sao lại đến nay mới gọi là tâm? Bây giờ tôi nói cách cho dễ hiểu hơn nữa, thì đây là ngày căn cứ trên thời gian, năm ngày đến ngày đã. Ví dụ như năm nay mà mình nói rằng cây trời tôi đã có trái, nó có trái, nhưng mà năm nay lúc mà chưa có trái hết, tôi nói tôi cần có trái. Thì tất nhiên nếu nó có cái thì bây giờ phải có cái, tôi đợi tôi nói có cái mà sang năm cái tháng tư thì năm mới có cái thì không được, phải không? Nếu mình đã nói có cái, nó đã có cái thì ngay bây giờ nó có cái rồi. Nếu mà nó đợi tháng tư thì năm mới đã mới có cái thì cái đó thì tất nhiên mình nói nó không đúng, bởi vì nó đã có thì tất nhiên có ngay như mình nói đó, chứ đợi sao rồi mới nói nó có thì nó không đúng. Thì đây như vậy, nếu nó lúc chưa xong tức là chưa có cái đó ra, mà nó đã có thì cái kia tới khi ra rồi nó thắng những chuyện của nó. Ví dụ như
đi rồi người nữ mà chưa sinh con, và mình nói người đã có con, có con hoặc là chưa có con, ở chưa sinh, rồi tới từng năm tháng bảy tháng nội sinh ra, bây giờ mới sinh con, đúng như vậy được không? Nếu có thì sẽ phải sinh rồi, mới được chứ đâu bây giờ nó có mà hồi đó họ chưa có, tới thì trình bảy tám tháng sau họ sinh ra nó bây giờ mới có, thì cũng chuyện nó không được, nhưng mà không phải như vậy. À, ở đây là chính cố bác cái đó, thì bác tâm nhân sẵn cái quả, nếu nhận cái quả thì cái quả lẽ ra nó đã có, thì lại tại sao không thấy là chưa? Đây là cố bác cái đó để cho mình thấy rõ, mình nói tâm nhân sẵn cái quả hay là tâm nhân sẵn cái quả dân dân đều không phải là chân lý.